Mình chào quý vị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12. Hôm nay tiếp tục với series Nhà và Đất ở Quận 12, em xin giới thiệu tới quý anh chị một lô đất có sổ hồng riêng giá rẻ nằm ở phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất có sổ hồng riêng, diện tích 4x13, đất nông nghiệp chưa lên thổ cư và được chào bán với giá là 950 triệu, nằm ở đường nhánh của đường TL54. Lô đất của chúng ta thì đất sạch 100%, không bị vướng quy hoạch gì hết. Do đường trước đất của chúng ta không có mã số hẻm nên chúng ta không hình thổ cư được. Vì vậy nên chủ bán với giá rất là rẻ, chỉ bằng một nửa giá những lô đất có sổ hồng được lên thổ cư. Nếu quý anh chị muốn đầu tư đất mà tài chính có giá dưới 1 tỷ thì có lẽ đây là sự lựa chọn thích hợp nhất. Sau một thời gian, cơ chế nhà nước thay đổi, có thể cho chúng ta xây dựng một cái nhà tạm hoặc là cho chúng ta lên thổ cư, thì lúc đó với tài chính khoảng hơn trên dưới 1 tỷ 1, 1 tỷ 2, chúng ta có một căn nhà sổ hồng riêng rất là tuyệt vời, phải không quý anh chị? Hiện tại thì mỗi lô đất chúng ta đều có đồng hồ nước máy riêng và điện trước nhà cũng đã có sẵn. Phía sau chúng ta là một dãy nhà phố rất là đông dân cư. Với diện tích 4x13, pháp lý sổ hồng riêng được bán với giá 950 triệu. Hiện tại thì giá này chỉ bằng quý anh chị mua một lô đất vi bằng, không có sổ sách gì hết. Tính ra thì lô đất này rẻ hơn những lô đất khác rất là nhiều. Từ vị trí lô đất của chúng ta đi khoảng 3 đến 400 m là chúng ta sẽ tới ngã ba chợ đường. Và đây là trục đường chính Hà Huy Giáp, chúng ta đi khoảng 3-4 km là về tới Gò Vấp. Và sau đó đi khoảng 4 km nữa là về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất chúng ta ra tới ngã ba chợ đường cho quý anh chị xem nha. Đường vào lô đất của chúng ta có chiều ngang khoảng 4-5 m, nhưng có một cái khúc này nó khoảng hơn 1,5-2 m. Hiện tại thì trong những năm gần đây, giá đất ở quận 12 tăng rất là nhanh. Hiện tại bây giờ quý anh chị cần mua một lô đất có sổ hồng riêng, có thổ cư thì giá phải trên 2 tỷ là không có, phải từ 2 tỷ tư tới 2 tỷ rưỡi đổ lên. Nhưng hiện tại với diện tích 4x13, sổ hồng riêng, có điều là đất nông nghiệp nhưng mà sạch sẽ, được chủ chào bán với giá 950 triệu, một mức giá rất là thấp nha. Quý anh chị sẽ hỏi em tại sao là có xây nhà được hay không? Thì em sẽ nói là xây một cái nhà tạm cấp 4 thì mình cũng gì đó thì có thể là xây được. Vậy nha quý anh chị. Hiện tại thì một lô đất có sổ hồng vẫn có giá trị và tốt hơn một lô đất vi bằng. Nhưng mà lô đất sổ hồng này có giá bằng lô đất vi bằng thì quý anh chị có thể suy nghĩ. Nếu quý anh chị quan tâm lô đất thì có thể điện thoại cho em theo số điện thoại góc màn hình tới xem trực tiếp vị trí lô đất. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Giá này chủ nói cũng sẽ bớt lọc cho quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video review lô đất 4x13 sổ hồng riêng giá 950 triệu của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Nếu anh chị muốn bán nhà hoặc mua đất thì cứ điện thoại cho Phúc. Phúc sẽ tới tư vấn cho quý anh chị mua hoặc bán. Chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào. Đây là ngã ba chợ đường nha quý anh chị.